nay em có mấy con máy thì em bỏ ra em sẽ bán giá rẻ cho anh em nhé. Thì máy này hàng công mới nhập xuống. Thì con này để em xem nào. Con này là máy 2. Máy 2. Con này Kubota nhá. Thì để em sẽ lau chùi trà rửa, tại vì bây giờ em chưa có rửa. À, phải chờ rửa phải bịt cái này lại. Bịt cái ống Poe lại. Con này là bộ 48 nhá. Dây Kubota là cái chung xi này. Đấy, 48 thì con này để em rửa. Đang mới xịt nước đầu cho ngấm này. Nước thứ hai nữa là em sẽ cho cái ấy rửa vào. Đây con này. Con này hình như là Mitsu. Mấy con này L3 hay bao nhiêu đó. Để em kiểm tra luôn. Đang xịt bọt tuyết lên để rửa chứ bác ha. Bọt tuyết lên rửa xe. Rửa cho sạch sẽ luôn. Em thử xem nó con này nó bao nhiêu đây. Con này là L3C. L3C 0.808 lít. Con này là L3C nhé. Ôi ôi, con này nó mới chóc à. Mấy kính con luôn. Này nó đang dính mấy cái mùn cưa ấy. Mấy cái mùn cưa để em rửa ra. Anh đẹp bay xịt thử coi. Xịt ra đi. Đấy rồi, sật sật mấy cái mùn cưa ra đi. Mấy cái giấy mà nhập khẩu bay hết rồi. Rửa nó ra bảy màu luôn á. Được rồi anh đẹp ơi. Rửa thử một con này để em quay phim với đã. Đây con này là Isenki nhá. Còn 7 màu hết luôn nè. 7 màu nè. Đấy, khi rửa ra sẽ thấy anh em 7 màu á. Đề này, đời mới này. Đây. Rất đẹp. Ốc vít còn 7 màu luôn. Quá đẹp. Đấy.
Thì con máy này em rửa xong ấy, em sẽ bán cho các bác. Giá bao nhiêu thì các bác liên hệ với em nhé. Em sẽ bán giá rẻ nhất có thể nha. Nói chung là em bán huề lấy vốn lại thôi. Đây, con này cũng thế nhá, Kubota này rửa ra rồi này. Đấy, các bác thấy là rửa ra nó đẹp luôn á. 48, con này máy 2. Rửa ra cái nhìn nước sơn nó đẹp tinh tươm luôn. Còn con Mitsu này cũng thế này, mới rửa. Rồi, các bác có nhu cầu con nào thì chụp hình là màn hình lại giúp em nhá. Chụp màn hình lại giúp em cảm ơn các bác nhiều.